Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ. 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1 800 princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app, tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. À, trước phần quảng cáo Ngọc Lan đang nói về giá nhà cửa. À, giá nhà cũng như là số lượng nhà bán ra ở khu vực Nam Kỳ đang bắt đầu là có nhiều nơi đã tăng lên chứ nó không có tuột xuống hay là đứng chững lại như là thời gian qua. À, mặc dù là khi mà cái tiền lời lên có lúc lên hơn 7 chấm làm cho người ta ngần ngại trong cái việc mà mua nhà bởi vì cái số tiền người ta đóng ra hàng tháng nó nó quá nhiều so với lại trước đó. À, tuy nhiên vẫn có những căn nhà bán ra cao hơn cái mức mà chủ nhà đòi hỏi rất là nhiều. Vừa mới ngày hôm hôm qua đi thôi, một người quen mà Ngọc Lan biết họ làm cái công việc buôn bán nhà đó. Họ phải lên, họ than thở rằng là chủ cái người mà họ giúp tìm mua nhà đó đã đồng ý trả trên cái mức mà yêu cầu đó 50 ngàn. Trả trên 50 ngàn rồi mà vẫn không mua được. Là bởi vì cái người mà mua được căn nhà đó trả hơn đến 200 ngàn. 200 ngàn 200 ngàn cho một căn nhà Trong thời điểm này thì quý vị cảm thấy là Không phải là bây giờ nhà là cứ thả đó Mình muốn mua là mình mang tiền ra mình mua được Không phải à, Theo cái thống kê này cho thấy đó Là mặc dù à, so với hồi tháng giêng Nhà một số nơi vẫn có dấu hiệu giảm Nhưng bên cạnh đó thì nhiều nơi là nó tăng hơn Thì đó là cái, cái điều mà người ta cảm thấy là à, Những dấu hiệu mà đáng mừng Ví dụ như là ở người ta tính chung, người ta tính chung nhà condo hay là townhouse ở California đó, ở trong tháng Giêng á là nó là trung bình là 580 000 nhưng mà tháng 2 vừa rồi nó đã vọt lên là 615 000 thì đó là nó tăng. Hay là ở cái khu vực mà Los Angeles cũng vậy. tháng Giêng là 700 nhưng mà tháng 10 tháng tháng 2 đã lên 710 000 rồi khu vực tính chung cái khu vực mà ở Nam Cali đó thì ở tháng Giêng cái giá trung bình là 738 ngàn thì tháng 2 vừa rồi nó đã lên đến 745 ngàn mặc dù cái giá này so với lại cái hồi người ta tính cái mốc mà cao giá nhà cao nhất đó là tháng 5 của năm 2022 lúc đó giá nhà trung bình ở miền Nam Cali phải tính đến là 900 ngàn khủng khiếp như vậy bây giờ nó tuột đứng xuống cái mức này rồi à, cũng có nhiều nơi thì giá nhà nó xuống thấp hơn so với lại à, Um, trước đó ví dụ như ở cái khu vực mà Contra Costa thì hồi tháng Giêng nó là 736.000 thì tháng 2 nó là 700 ờ uh, xin lỗi um, nó 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 thấp hơn không bằng do cái chỗ để để mình đưa ra nó bị bị sai. Ví dụ như ở đây Solano trước đó là 580.000 nhưng mà vừa rồi tháng 2 thì nó còn là 555.000. Uh, ở khu vực mà miền Nam California của chúng ta ở đây thì à, nếu như ở vùng loss à, hồi tháng Giêng, hồi tháng Giêng là 778, tháng 2 726 là nó có xuống, nó có xuống nhưng mà bên cạnh đó những cái vùng mà cái giá nhà mà à, kiểu như là thích hợp với mọi người đó, ví dụ như là Riverside tháng Giêng là 585 nhưng mà tháng 2 là tăng lên là 595, tức là có những vùng nó xuống nhưng mà nhiều vùng thì nó vọt lên mà những cái vùng mà nó vọt lên á thì thường nó rơi vào những cái vùng mà người ta cảm thấy là nó phù hợp nhiều hơn với lại đa số còn những cái vùng mà giàu á nhà giàu á thì những cái vùng đó thì lại có dấu hiệu là nó đi xuống bởi người ta với không nổi mà cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng là cái khuynh hướng của người Mỹ bây giờ nhiều nơi á người ta không có muốn mua những căn nhà quá đắt tiền nữa là nó thích hợp với lại cái số tiền của giống như là trung trung á thì người ta dễ mua và dễ bán hơn thì đây cũng là một cái tin để cho những ai mà quý vị đang gấp nghé đến cái chuyện mà mua nhà thì chúng ta cân nhắc để xem rằng à, như nhiều lần chúng ta đã nói mua nhà đó là một cái duyên khi mà mình thấy mình có đủ cái điều kiện để mình đáp ứng được mua nhà trả tiền nhà thì mình mua chứ nếu cứ chờ đợi à, xem nó có xuống hay không xuống hay không thì đôi khi cái cơ hội nó đi qua rồi. Thưa quý vị có một tin vui đối với tòa thánh Vatican là Đức Giáo Hoàng Francis à, sẽ được bác sĩ cho về lại tòa thánh. À, tức là ra khỏi bệnh viện vào ngày mai. Đức Giáo hoàng Francis năm nay 86 tuổi và theo như phát ngôn viên của tòa thánh là Matteo Bruni thì ngài đã được đưa vào bệnh viện hôm thứ tư vừa qua bởi vì uh, có triệu chứng là bị sưng uh, phổi. À, Đức Giáo hoàng sẽ cử hành cái lễ Palm vào ngày chủ nhật này ngay tại St. Peter Square. À, tin của tòa thánh cho biết là Đức Giáo Hoàng chiều ngày hôm qua đó đã, đã ăn pizza một cách rất là ngon miệng với một số các bác sĩ và cảnh sát bảo vệ an ninh cho ngài. Và sáng ngày hôm nay ngày thứ sáu tính theo giờ tại Âu Châu thì Đức Giáo Hoàng thức dậy, ăn sáng xong, đọc một số tờ báo, làm việc ngay tại cái giường nằm của mình trong bệnh viện. Và ngày mai thì Đức Giáo Hoàng sẽ trở về căn nhà của ngài tại Santa Marta để tiếp tục làm việc. Thưa quý vị, từ mấy ngày vừa qua thì rất nhiều người đã dâng cái lời cầu nguyện cho vị chủ chân Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Bởi vì Đức Giáo Hoàng Francis là một khuôn mặt mà được rất nhiều người, ngay cả những tôn giáo khác, hết sức lại yêu mến. Ngày xưa thì có Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị, rồi sau đó tới Đức Giáo Hoàng Benedicto và bây giờ tới Đức Giáo Hoàng Francis. Ngày mai, Ngài sẽ trở về nhà. Uh, thưa quý vị chúng ta đang sống ở trong một cái đời sống mà mạng xã hội rất là nhiều uh, khi mà lên trên mạng coi đó có những cái điều nó bổ ích nó tốt uh, nhưng mà cũng có những cái mạng xã hội uh, những cái website hay là những người lên để họ thực hiện những chương trình á người ta gọi là độc hại tuyên truyền những cái lối sống độc hại uh, mấy ngày hôm trước thì ngọc lan thấy uh, có một số bạn đồng nghiệp gửi cho coi nó là ồ oh, chị là coi nè có người lên youtube họ làm những cái trò này nè mà người xem quá đông người ta vô người ta xem nhiều quá thì khi vào đó quý vị có thể tưởng tượng được chỉ làm nhiêu chỉ cái cách để mà giải kiếm tiền ở trên uh, uh, tinder tinder là một cái trang trang giống như là cái trang web mà tìm bạn tìm kiếm người tìm yêu gian dối trên dạ, tinder hả thì cái cô cô này trẻ lắm việt nam rất là trẻ cô lên cô ngồi cũng kể chuyện mặt mày cũng xinh xắn lên ngồi kể chuyện cái cách dạy người ta cái cách kiếm tiền ở trên tinder à, giống như là hay ho lắm cô chỉ làm sao Ô, kiếm tiền rất là dễ à, ví dụ như ngày hôm đó là làm quen hẹn làm quen với một cái anh chàng nào đó thì lúc lúc về thì giả bộ nói là ô à, bây giờ phải kêu kêu xe đi về nhưng mà bây giờ không có cái tiền mặt để trả à, anh có thể à, cho em mượn trước 200.000 ngàn rồi sau đó em sẽ à, giống như là giống như bên mình ở đây chuyển lại sẽ chuyển khoản lại trả anh được không tại vì số tiền 200.000 ngàn á ở Việt Nam á là nó khoảng ra tám tám đô la thật ra 200.000 ngàn đối với nhiều người nó không có lớn nó vừa cho nên bây giờ thử tưởng tượng một người đàn ông mà một cô gái mở miệng ra hỏi mượn 200 ngàn như vậy trả tiền thì chẳng lẽ thường ta đòi tại sao mình hỏi là tại sao cô mượn yeah. 10 đồng mà cô mượn có 8 đồng thôi dạ <laughs> thường người ta sẽ không đòi thì cô nói á chỉ cần như vậy thôi mà trong một ngày mượn nhiều người ừ. thì một tháng kiếm tiền dễ lắm cái số tiền đó nó nhân lên nó kiếm được nhiều triệu thì đó là cái cách mà cô ta hướng dẫn những người khác đó ha rồi hay là à, cô ta mượn bằng cái cách ở à, hôm nay mình mình thiếu một chút này mình thiếu một chút kia những cái cách như vậy đó mà những cái cô gái trẻ này để lên để mà hướng dẫn ở trên những cái mạng xã hội cho nên bây giờ nó gọi là cổ suý cho những cái lối sống mà gian dối lối sống độc hại qua những cái app như vậy đó thì người ta nói nó nguy hiểm quá cần phải có những cái biện pháp gì đó tiền đi mà... là sao xin lỗi cô Thu dạ. 3 triệu tiền đi muộn là gì Ồ oh, ok Thì đây cũng cái cô này uh, Cô này chỉ một cái cách nữa Ví dụ như uh, cô, uh, quen với một anh chàng. Dạ. cô quen với một anh chàng Cô quen với một anh chàng Thì cứ mỗi lần mà uh, hẹn như vậy Nếu như mà anh chàng đó tới muộn uh, Thì cứ một lần như vậy Thì móc túi ra Là đóng cái tiền đi phạt là 100 ngàn oh, 100 ngàn tiền... cho một phút tiền 100 phạt ngàn tiền phạt À, cô nói là sẽ biết có những người Ví dụ người ta bận đi làm hay gì đó Mà mình sẽ đặt ra những cái giờ hẹn Làm sao để cho họ luôn luôn Họ phải đến trễ một ít Thì cứ một phút là 100 ngàn 5 phút là 500 ngàn Và cứ nhân lên như vậy Thì cũng tìm kiếm được Mặc, mặc dù lúc đầu á, thì nghe vui vui Những anh chàng nào bắt đầu là là đà làm quen với những nàng này thấy cô nàng này ô đúng giờ đặt ra vậy ô anh sẽ đến đến đúng giờ nếu anh đến trễ anh sẽ đồng ý anh nộp phạt cho em cứ móc túi ra đưa như vậy cảm thấy là vui nhưng mà cái người kia thì có chủ ý phạt anh chàng này 500 phạt anh chàng kia 500 ngàn cứ cộng cộng lại kiếm tiền rất là dễ thì đó là những cái cách mà nó nhưng mà lạ một cái nha người ta lên người ta coi người ta coi nhiều lắm coi ô rồi có góp ý thêm có người thì lên để mà chỉ trích nhưng mà nhiều người thì cảm thấy ô tôi bắt trước cái này được rồi nha <cười> <cười> thì bây giờ người ta đang nói là đối với lại những cái dạng mà youtube câu view cái kiểu như vậy hay là trên Facebook hay là trên những cái mạng xã hội khác đó là cần có những cái biện pháp gì uh, về phía ở này là cũng người ở Việt Nam hay là đối với lại trên những cái uh, người quản lý của những cái trang đó người ta phải có cái cách gì đó để mà hạn chế bớt những cái chuyện như thế này uh, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn bác Thái hẹn gặp lại quý vị và bác Thái vào chương trình tuần tới xin chào toàn biệt quý khán giả và cô Ngọc Lạn